Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Trang 23, 24 và 25 luyện từ và câu. Đầu tiên, mời các em làm bài tập số 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. Và chúng ta có mẫu ở đây là Lan là học sinh giỏi nhất lớp. Bộ phận in đậm của câu là từ Lan. Có nghĩa là đối với câu này, các em đặt câu hỏi Sao cho câu trả lời là Lan. Cụ thể chúng ta đặt câu hỏi là ai là học sinh giỏi nhất lớp? Câu trả lời đây là Lan. Lan là học sinh giỏi nhất lớp. Rồi theo mẫu câu A. Chúng ta có câu em là học sinh lớp 2 và các em đặt câu hỏi cho từ em. Có nghĩa là em đặt câu hỏi làm sao mà câu trả lời là là em. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ai là học sinh lớp 2? Ai là học sinh lớp 2? Câu trả lời là em. B nhỏ môn học em yêu thích là tiếng Việt. Bộ phận câu được in đậm là tiếng Việt Như vậy ở đây các em đặt câu hỏi như thế nào Để khi chúng ta trả lời là Là tiếng Việt Và cụ thể chúng ta đặt câu như sau Môn học em yêu thích là gì Câu trả lời Là tiếng Việt Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 2 Ghi lại những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau. A e nhỏ Mẫu giấy không biết nói Rồi bây giờ các em ghi lại những cách nói khác mà có nghĩa giống với nghĩa của câu mẫu giấy không biết nói Thì cụ thể đây chúng ta có các câu khác mà nghĩa của nó là diễn tả mẫu giấy không biết nói Chẳng hạn chúng ta có câu Màu giấy không biết nói đâu Màu giấy có biết nói đâu Màu giấy đâu có biết nói Rồi tiếp theo các em sang câu B Em không thích nghỉ học Rồi các em dùng cách diễn tả khác Để các em nói em không thích nghỉ học Cụ thể chúng ta có các cách diễn tả khác như sau. Cùng diễn tả nội dung là em không thích nghỉ học Chúng ta có câu Em không thích nghỉ học đâu Em có thích nghỉ học đâu Em đâu có thích nghỉ học Hay là Em chẳng thích nghỉ học Rồi tiếp theo em sang câu C Đây không phải đường đến trường giờ các em dùng cách diễn đạt khác để các em diễn tả lại cái nội dung là đây không phải là đường đến trường đây không phải đường đến trường cùng là nội dung nói đây không phải là đường đến trường thì chúng ta có các cách diễn tả khác như sau đây đâu có phải đường đến trường đây không phải đường đến trường đâu đây có phải là đường đến trường đâu? Đường này không đi đến trường. Rồi tiếp theo em sang bài tập số 3, tìm các đồ dùng học tập được vẽ ẩn trong tranh sau, điền thông tin vào bảng. Chúng ta có bảng sau. Số thứ tự, tên đồ dùng học tập, số lượng, tác dụng, tức là dùng để làm gì? Ở à đây chúng ta nhận thấy số thứ tự người ta đánh từ 1 đến 7 chắc chắn ở trong bức tranh ở trong bức tranh này các em phải tìm đúng 7 đồ dùng học tập và mỗi đồ dùng học tập của nó số lượng là bao nhiêu cái tác dụng của nó để làm gì ví dụ cặp thì tác dụng để đựng sách bút và mực còn bút thì tác dụng để viết chẳng hạn đó bây giờ mời các em chúng ta cùng quan sát bức tranh Đầu tiên chúng ta sẽ tìm vở trước. Ở đây có một quyển vở ở trên cây. Hai quyển vở. Ba quyển vở và bốn quyển vở. Như vậy chúng ta có tất cả là bốn quyển vở. Một là vở, số lượng là bốn quyển, tác dụng dùng để làm gì? Hàng ngày đi học các em dùng vở để làm gì? để ghi bài các em nhé, chứ không phải là dùng vở để để xé ra gấp gấp đáo hay là dùng vở để vẽ bậy. Các em nhớ là vở tác dụng dùng để ghi bài. Tiếp theo là chúng ta tìm xem có bao nhiêu chiếc cặp. Đây chính là một chiếc cặp này. Các em quan sát kỹ đây chính là chiếc cặp nó được ẩn giấu dưới bụi cây hai chiếc cặp nó được đặt trên cành cây chiếc cặp thứ ba được đặt ở dưới gốc cây và như vậy là có ba chiếc cặp và rồi ra đến cặp số lượng là ba chiếc cặp để làm gì các em nhỉ cặp để làm gì cặp để đựng sách và bút thước, mực, vân vân. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm tiếp xem còn đồ dùng học tập nào nữa không. Rồi, em biết đây là cái gì không? Đây chính là cây bút chì. Cái bút chì, chiếc bút chì hay là cây bút chì. Như vậy là có tất cả là hai cái bút chì hai cái bút chì Đồ dùng học tập tiếp theo là bút chì Số lượng là hai chiếc Hoặc là hai cái Hay là hai cây hai cây bút chì Tác dụng bút chì để làm gì Ai cũng biết rồi Tác dụng của bút chì Để viết hoặc là là để vẽ Rồi Tên đồ dùng học tập tiếp theo trong bức tranh Hai bạn này các bạn ấy vất lộn xộn quá. Nên bây giờ chúng ta phải đi tìm. Tiếp theo là. Các em biết đây là cái gì không? Lọ mực này. Lọ mực các bạn ấy treo lên đây là ai mà tìm thấy. Lọ mực này. Một lọ này. Hai lọ này. Như vậy là có hai lọ mực. Hai lọ mực. Lọ mực. Số lượng là hai lọ. Tác dụng của mực để em gì? Để viết thôi. Tác dụng của mực để viết. Chứ không phải là để bôi lem ra quần áo nha các em nha. Rồi tiếp theo. Chúng ta tìm gì bây giờ? À đây. Đây chính là Eke. Eke. Eke có một cái. Và đây chính là thước kẻ một cái. Đây chính là chữ A Compa Một cái Như vậy Chúng ta Thống kê luôn Tên đồ dùng học tập mà chúng ta đã tìm thấy tiếp theo Đó là Compa Một chiếc hay là một cái Compa dùng để làm gì Để vẽ vòng tròn Rồi tiếp theo là Eke Eke có một chiếc Eke dùng để làm gì Thứ nhất là để đo kẻ đường thẳng và vẽ góc vuông. Cuối cùng là thước kẻ có một chiếc tác dụng để làm gì? Để đo và kẻ đường thẳng. Rồi, như vậy là bài tập số 3 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Và các em nhớ chia sẻ cho bạn bè, mọi người cùng biết đến kênh Thành Đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.